Việt Nam công bố ghi nhận 12.450 ca nhiễm mới, 164 ca tử vong trong vòng 24 giờ. Trường hợp thứ tư tử vong sau tiêm vaccine Verocell ở Thanh Hóa. Thái Nguyên đóng cửa trường học, dừng các dịch vụ không thiết yếu. Việt Nam Airlines vận chuyển an toàn 1,5 triệu liều vaccine từ Nhật Bản. Nghiên cứu mới, hiệu quả của vaccine Pfizer giảm sau 90 ngày tiêm mũi thứ hai. Nam Phi phát hiện biến thể virus SARS-CoV-2 với số lượng đột biến cao. EU phê chuẩn vaccine COVID-19 đầu tiên cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Số ca mắc COVID-19 toàn thế giới áp sát mốc 260 triệu ca. Nguyễn Tươi xin kính chào quý vị khán thính giả của DKN TV. Kính chúc quý vị có một ngày mới sức khỏe và bình an. Và ngay bây giờ, kính mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết của Bản tin sức khỏe cập nhật sáng ngày 26 tháng 11. Kính thưa quý vị, trong khoảng thời gian 24 giờ qua, Việt Nam công bố đã ghi nhận 12.450 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 21 ca nhập cảnh và 12.429 ca nhiễm trong nước, ghi nhận tại 59 tỉnh, thành phố. Trong số các ca mắc mới nêu trên, thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận 1.582 ca, Cần Thơ 741 ca, Tây Ninh 683 ca, Bình Dương 678 ca, Bà Rịa Vũng Tàu 658 ca, Bạc Liêu 617 ca, Đồng Tháp 609 ca, Đồng Nai 543 ca,

Bình Định 159 ca, Hà Giang 135 ca, Gia Lai 128 ca, Tiền Giang 123 ca, Bắc Ninh 122 ca, Nghệ An 118 ca và Long An 110 ca. Trong ngày đã có 5.627 ca được công bố khỏi bệnh và 164 người tử vong. Chuyển sang một cập nhật đáng chú ý. Trường hợp thứ tư tử vong sau tiêm vaccine Verocell ở Thanh Hóa, Kính thưa quý vị, thông tin từ ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa cho biết đã có trường hợp thứ tư tử vong sau khi tiêm vaccine VeroGel tại công ty trách nhiệm hạn dày Kim Việt. Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa cho biết, các giáo sư, bác sĩ của Trung tâm Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai đã hỗ trợ tích cực cho ngành y tế tỉnh Thanh Hóa, trực tiếp hộ trần các ca bệnh. Tuy nhiên, một bệnh nhân dù đang được hỗ trợ ECMO nhưng do diễn biến bệnh quá nặng đã tử vong vào chiều ngày 25 tháng 11. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, đã có 4 người tử vong sau khi tiêm vaccine Verocell của Trung Quốc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Dày Kim Việt thuộc huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Còn lại, 6 trường hợp khác đang được theo dõi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Nguyên nhân 4 trường hợp tử vong được Hội đồng Tư vấn chuyên môn kết luận là do sốc phản vệ sau tiêm vaccine. Chuyển sang một diễn biến khác. Thái Nguyên đóng cửa trường học, dừng các dịch vụ không thiết yếu. Kính thưa quý vị, trong ngày 25 tháng 11, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ký văn bản hỏa tốc gửi Ủy ban nhân dân các xã, phường, các doanh nghiệp, trường học yêu cầu thực hiện cấp bách một số biện pháp phòng dịch COVID-19. Trong văn bản này, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã nhấn mạnh trong ngày 24 tháng 11, tỉnh này đã ghi nhận 5 công dân nhiễm COVID-19 và qua điều tra dịch tễ, những trường hợp này có lịch trình di chuyển rất phức tạp, đã đi đến nhiều nơi trên địa bàn thành phố. Nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan mạnh trong cộng đồng, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên yêu cầu kể từ ngày 25 tháng 11, các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn dừng tổ chức dạy học trực tiếp và chuyển sang dạy học trực tuyến. Các nhà trường nếu có học sinh, giáo viên liên quan đến các ca nhiễm Covid phải được lấy mẫu xét nghiệm Covid đầy đủ theo quy định. Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên yêu cầu tạm dừng tất cả các hoạt động tập trung đông người không cần thiết như các lễ hội, sự kiện văn hóa, thể thao, hoạt động tôn giáo, các lớp tập huấn, bồi dưỡng. Các hoạt động cần thiết phải tổ chức thì đơn vị tổ chức phải xin ý kiến của chính quyền địa phương. Trong ngày 25 tháng 11, Thái Nguyên tiếp tục ghi nhận thêm 9 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó có 4 ca nhiễm tại thành phố Thái Nguyên và 2 ca là công nhân và nhân viên đang làm việc tại các khu công nghiệp Điềm Thủy, Phú Bình. Chuyển sang một diễn biến khác. Vietnam Airlines vận chuyển an toàn 1,5 triệu liều vaccine từ Nhật Bản. Kính thưa quý vị, lô vaccine được vận chuyển bằng tàu bay thân rộng Boeing 787 và được bảo quản lạnh trong suốt hành trình. Sau khi hạ cánh, số vaccine này đã nhanh chóng được bàn giao, chuyển tiếp đến các cơ quan y tế. Nhật Bản là một trong những điểm đến quan trọng hàng đầu của Vietnam Airlines tại châu Á. Trong giai đoạn đại dịch, Vietnam Airlines đã nỗ lực duy trì đường bay Nhật Bản để phục vụ vận chuyển công dân về nước, các chuyên gia, người lao động, du học sinh, cũng như kết nối hàng hóa và giao thương. Chuyển sang một diễn biến khác. Nghiên cứu mới, hiệu quả của vaccine Pfizer giảm sau 90 ngày tiêm mũi thứ hai. Kính thưa quý vị, kết quả nghiên cứu mới cho thấy, sau 90 ngày tiêm mũi thứ hai vaccine COVID-19 của Pfizer, nguy cơ nhiễm SARS-CoV-2 ở người tiêm cao gấp 2 lần, và tỷ lệ này tiếp tục gia tăng trong 6 tháng sau tiêm. Ngày 25 tháng 11, tạp chí Y học của Anh đã đăng tải kết quả nghiên cứu mới nhất về hiệu quả phòng bệnh COVID-19 giảm dần của vaccine do Pfizer-BioNTech sản xuất. Nghiên cứu do các nhà khoa học thuộc Cơ quan Y tế Lumit của Israel và Viện Y tế Quốc gia NIH của Mỹ phối hợp thực hiện với sự tham gia của hơn 80.000 người tiêm chủng vaccine COVID-19 của hãng Pfizer-BioNTech. Kết quả nghiên cứu cho thấy, sau 90 ngày tiêm mũi thứ hai, nguy cơ nhiễm SARS-CoV-2 ở người tiêm đã cao gấp 2 lần, và tỷ lệ này tiếp tục gia tăng trong 6 tháng sau tiêm. Theo dõi sổ sức khỏe điện tử của 80.057 người đã tiêm chủng vaccine của Pfizer và không có tiền sử mắc COVID tại Israel, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng có 7.973 người, tương ứng với 9,3% có kết quả dương tính với COVID-19 ở nhóm người tiêm mũi thứ hai sau 21 đến 89 ngày, số người dương tính với SARS-CoV-2 chiếm 1,3%. Tuy nhiên, tỷ lệ này đã tăng lên 2,4% ở nhóm người tiêm mũi 2 sau 90 đến 119 ngày. 4,6% ở nhóm người tiêm mũi 2 sau 120 đến 149 ngày. 10,3% ở người tiêm mũi 2 sau 150 đến 179 ngày và 18,5% ở người tiêm mũi 2 sau 180 ngày hoặc hơn, các nhà nghiên cứu cho rằng có thể đã có những yếu tố khác tác động đến nguy cơ mắc Covid ở người đã tiêm hai mũi cũng như tỷ lệ dương tính ở nhóm người này, như biến thể của virus gây lây nhiễm và môi trường có nguy cơ cao hay thấp. Chuyển sang một diễn biến khác. Nam Phi phát hiện biến thể virus SARS-CoV-2 với số lượng đột biến cao. Kính thưa quý vị, vào ngày 25 tháng 11, các nhà khoa học ở Nam Phi thông báo họ đã phát hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2 với nhiều đột biến. Họ cho rằng đây có thể là nguyên nhân khiến số ca mắc COVID tại nước này tăng mạnh. Phát biểu tại buổi họp báo, nhà virus học Thulio de Oliveira cho biết, biến thể mới này được gọi là B.1.1.529, có số lượng đột biến rất cao. Biến thể này cũng đã được phát hiện ở Botswana và Hồng Kông trong số những du khách đến từ Nam Phi. Điều mà các nhà khoa học lo ngại là B11529 có thể tránh được phản ứng miễn dịch của cơ thể và có khả năng lây nhiễm cao. Về phần mình, Bộ trưởng Bộ Y tế Nam Phi Joe Fala cho biết, biến thể đặt ra mối quan ngại nghiêm trọng và có thể là nguyên nhân đằng sau sự gia tăng theo cấp số nhân số ca mắc COVID-19 mới tại Nam Phi. Tuy nhiên, quan chức này nhấn mạnh, còn quá sớm để chính phủ quyết định về khả năng áp đặt các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt hơn để chống dịch trong ngày 24 tháng 11, Nam Phi đã ghi nhận hơn 1.200 ca mắc mới COVID-19, gấp 12 lần so với mức khoảng 100 ca một ngày được ghi nhận hồi đầu tháng này. Vào năm ngoái, Nam Phi là nước đầu tiên đã phát hiện biến thể Beta, mặc dù cho đến nay số ca mắc COVID chủ yếu do biến thể Delta gây ra. Nam Phi là nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất do dịch bệnh COVID tại châu Phi, với số ca mắc hiện lên khoảng 2,95 triệu ca, trong đó có 89.657 ca tử vong. Chuyển sang một diễn biến khác. EU phê chuẩn vaccine COVID-19 đầu tiên cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Kính thưa quý vị, hôm qua, ngày 25 tháng 11, Cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu EMA đã phê chuẩn vaccine Pfizer-BioNTech cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi, mở đường cho nỗ lực bao phủ vaccine COVID-19 trong bối cảnh số ca nhiễm tăng mạnh tại Liên minh châu Âu EU. Vaccine của Pfizer-BioNTech vừa được EMA phê chuẩn, gọi là Comirnaty, tiêm ở phần cánh tay trên, lần lượt hai liều 10 microgram cách nhau 3 tuần. Liều ở người lớn là 30 microgram, theo hãng tin Reuters. Cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu cho biết, những lợi ích mà Comirnaty mang đến cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi vượt xa khía cạnh rủi ro, đặc biệt đối với những trẻ đối mặt với nguy cơ bệnh nặng nếu mắc COVID-19. Trước đó, liên danh Pfizer-BioNTech đã công bố kết quả thử nghiệm lâm sàng, cho thấy vaccine hiệu quả 90,7% trong việc bảo vệ trẻ em trong độ tuổi này trước bệnh COVID-19. Kể từ tháng 5, vaccine nói trên cũng đã được EMA phê chuẩn cho lứa tuổi từ 12 đến 17. Hiện chưa rõ thời điểm các nước sẽ khởi động chiến dịch tiêm chủng cho độ tuổi từ 5 đến 11 tuổi. Hồi đầu tuần, Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn đã dự báo EU sẽ phải chờ đến ngày 20 tháng 12 mới có vaccine cho trẻ nhỏ. Trước EU, Mỹ, Canada, Israel, Trung Quốc và Ả Rập Xê Út đều triển khai chiến dịch tiêm chủng cho đội tuổi từ 5 đến 11 và nhỏ hơn nữa. Đối với vaccine dành cho trẻ em, giới chức Mỹ cũng đã phê chuẩn phiên bản mới của Pfizer-BioNTech hãng tin AFP cho biết, động thái của EMA diễn ra trong bối cảnh đã có hơn 1,5 triệu người ở châu Âu thiệt mạng kể từ khi đại dịch Covid bắt đầu tấn công châu lục này. Tiếp tục với những thông tin về tình hình dịch bệnh trên thế giới. Theo trang thống kê Worldometers, tính đến khoảng 22 giờ ngày 25 tháng 11 theo giờ Việt Nam, toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng 259.991.605 ca mắc COVID-19, trong đó đã có 5 triệu 196.413 ca đã tử vong. Tại Đông Nam Á, Bộ Y tế Lào ngày 25 tháng 11 đã ghi nhận 1.504 ca mắc mới COVID-19 và 1 ca tử vong. Đây là số ca mắc mới COVID cao nhất từ trước tới nay trong một ngày tại Lào. Tính đến nay, tổng số ca mắc COVID tại Lào là 67.322 ca, trong đó có 143 người đã tử vong. Trước tình hình nói trên, nhằm thúc đẩy chương trình tiêm chủng để sớm mở cửa trở lại đất nước, Lào vừa phê duyệt thêm vaccine tiêm một mũi duy nhất Sputnik Light của Nga. Số ca mắc tại Campuchia đã tăng lên 120.009 ca sau khi nước này ngày 25 tháng 11 ghi nhận 32 ca mắc mới. Trong số các ca mắc mới có 25 ca lây nhiễm trong nước và 7 ca nhập cảnh. Ngoài ra, Campuchia cũng ghi nhận thêm 4 ca tử vong, nâng số trường hợp không qua khỏi vì đại dịch lên 2.918 ca. Các tỉnh của Campuchia giáp biên giới với Việt Nam, Thái Lan và Lào đang đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa những trường hợp khách nhập cảnh mắc COVID vào thời điểm các quốc gia láng giềng của Campuchia đang đối mặt với tỷ lệ lây nhiễm cao. Thái Lan ghi nhận thêm 6.335 ca mắc mới, cùng với 37 trường hợp tử vong, nâng tổng số ca mắc từ đầu dịch lên 2.088.327 ca, trong đó có 20.581 người không qua khỏi, Bộ Y tế Thái Lan đã ký hợp đồng mua 50.000 liệu trình thuốc Monopiravir tương đương với 2 triệu viên dùng để điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Trong khi đó, Bộ trưởng Y tế Singapore Ong Ye Kyung cho rằng, với tỷ lệ tiêm chủng vaccine COVID-19 thuộc hàng cao nhất thế giới và mức độ miễn dịch tự nhiên ngày càng tăng, Singapore có thể sẽ tránh được nguy cơ tái bùng phát dịch bệnh như ở châu Âu và nước Mỹ, cho dù dự kiến một làn sóng lây nhiễm lớn. Hiện Singapore ghi nhận trung bình khoảng 1.500 ca nhiễm mới mỗi ngày, tăng mạnh từ mức hai con số vào đầu năm nay, nhưng vẫn thấp hơn mức đỉnh là trên 4.500 ca ghi nhận vào tháng trước. Tuy nhiên, khoảng 85% dân số Singapore đã tiêm phòng đầy đủ vaccine COVID-19. Và nước này cũng là quốc gia có tỷ lệ tiêm phòng cao thứ ba trên toàn thế giới. Châu Âu tiếp tục quay cuồng với làn sóng dịch bệnh mới COVID-19, với số ca mắc tăng mạnh, trong bối cảnh thời tiết mùa đông lạnh giá đã tạo điều kiện thuận lợi cho virus lây lan. Số liệu tổng hợp của hãng tin AFP công bố ngày 25 tháng 11 cho thấy, số ca tử vong vì đại dịch COVID-19 tại châu Âu đã tăng lên hơn 1,5 triệu người kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại châu lục này. Hiện số ca tử vong vì COVID tại Đức tính đến ngày 25 tháng 11 đã vượt qua mốc 100.000 ca. Trong khi số ca nhiễm mới theo ngày tiếp tục tăng lên ở mức cao, đã đặt ra thách thức lớn đối với chính phủ mới của nước này. Với 75.961 ca mắc mới được ghi nhận, các bệnh viện tại một số khu vực, đặc biệt là ở miền Đông và Nam của nước Đức, đang có nguy cơ quá tải. Thưa quý vị, phần tin vừa rồi đã kết thúc bản tin sức khỏe cập nhật sáng ngày 26 tháng 11 của Degana TV. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chúc quý vị luôn bình an và mạnh khỏe xin kính chào và hẹn gặp lại